Đã đến lúc nói lên câu giá từ. Những giây đầu tiên của clip. Hello em. Hello các em. Những giây đầu tiên của clip luôn là những giây chưa có gì cả, bởi vì về cơ bản là chưa có ai vô coi hết, cho nên bây giờ nếu mà nói liền thì chắc sẽ không có ai hiểu được tôi đã nói gì. Nhưng hôm nay đây là một livestream phải nói là cực kỳ tuyệt vời, các bạn sẽ hiểu được rất nhiều về bản thân mình, cũng như hiểu được rất nhiều về những thứ mà người khác chưa hiểu. Thậm chí là ngay cả tôi cũng chưa hiểu được những chuyện tôi đang nói nữa. Nhưng nói chung là các bạn có hiểu tôi nói gì không? Nếu các bạn hiểu thì tốt, tôi cũng không hiểu gì lắm đâu. Nhưng mà không sao, chuyện đó đâu có quan trọng, không có gì là quan trọng cả. Bây giờ quan trọng nhất là cái livestream này nó nói về những vấn đề thuộc về tâm lý, những vấn đề mà nếu mà bạn bình thường, kiểu như khi bạn nhìn thấy một sự việc, bạn nghĩ là thằng đó nó đụng con nhỏ đó, vì vậy thằng đó nó mất dạy. Nhưng không, đằng sau đó nó có những thứ thuộc về tâm lý của con người. Con người là một cái thực thể, nó rất là, phải nói là nó rất là kỳ cục, và nó cũng rất là tuyệt vời. Cho nên hôm nay tôi muốn nói về cái sự kỳ cục và sự tuyệt vời đó, để cho mọi người hiểu được là tôi cũng là một người rất là tuyệt vời. Hiểu không? Tuyệt vời quá bạn ơi. Mình nhìn đi xe chơi. Đây. Chào, chào tất cả các em, chào tất cả các bạn. Chào mọi người trên mọi miền đất nước, từ thành phố đến thôn quê, từ karaoke cho đến bi ôm, từ massage cho tới nói chung là những cái lời chào này nó có vẻ không có phù hợp lắm. Chủ đề hôm nay của chúng ta sẽ là, như tôi đã nói lúc nãy, chủ đề hôm nay của chúng ta sẽ là những cái liên quan về con người. Về nó sẽ giúp cho các bạn sau khi coi xong cái livestream này hôm nay, các bạn sẽ hiểu được tại sao có một số người người ta hành xử như vậy, tại sao mình hành xử như vậy, và tại sao thế giới nó hành xử như vậy. Nghe nó có vẻ đau to búa lớn quá, nhưng mà thực ra đó là những cái tôi cảm thấy khi mà tôi đọc được những cái thông tin về như vậy. Cái hay là khi mà bạn đọc nhiều á thì bạn sẽ mỏi mắt lắm. Ok. Cái đó nó cũng không hẳn là cái hay. Tôi cũng cảm thấy tôi nói hơi tầm bậy, nhưng mà không sao, tại vì đó là livestream của tôi muốn nói gì tôi nói. Nhưng mà hôm nay các bạn sẽ hiểu thêm về con người. Có vẻ như cái này nó hơi cao thì phải. Ok, rồi lại đi. Thì chào tất cả mọi người. Chào tất cả các bạn rồi gì gì. Thì có nhiều bạn nói hôm nay tôi nói gì về cái vụ mà chùa rồi buôn thần bán thánh, rồi về cái này cái nọ cái kia, thì tôi cũng rất muốn nói về cái đề tài đó. Nhưng mà nếu mà tôi nói livestream á, nó rất là dễ lỡ miệng, lỡ mồm, lông móng, nói chung là lỡ nói ra những điều mà mình không rút lại kịp. Cho nên đó là một đề tài tôi sẽ làm một cái clip riêng để cho mọi người hiểu sao. Tại vì thực sự á, cái mà chúng ta nghĩ về đạo giáo ở hiện tại, ở đất nước chúng ta hiện tại nè, có rất là nhiều người đang lợi dụng buôn thần bán thánh đúng kiểu luôn. Tại vì thực sự á, các bạn có bao giờ các bạn nghĩ là các bạn bước vô một cái chỗ nào đó, người ta đang cầu nguyện, các bạn nói ở chỗ này á, là cái đám này á, là cái đám chó đẻ buôn thần bán thánh, hay là bạn nghĩ là bạn cơ bản giống như bạn vạch trần ra được cái sự xấu xa của cái chỗ đó, thì người ta sẽ nghe bạn không? Không. Đây cũng là cái đầu tiên tôi muốn nói luôn. Đó là tâm lý của con người là như vậy nè. Tâm lý của chúng ta, thực ra chúng ta rất ghét sự thay đổi, và rất ghét bị người khác nói là mình sai. Ai cũng ghét hết trơn hết á. Không có ai mà muốn nhận ra là mình sai hết. Có bạn nghe tới đây có sẽ nói không, em thực ra là em rất là, em là một con người mà ai mà nói em sai á là em sẽ cảm ơn người ta. Không. Tại vì các bạn biết điều đó là sai. Cái mấu chốt đầu tiên á, mình phải biết mình sai thì mình mới nhận là mình sai. Còn nếu bạn, giống như bạn nghĩ là, bây giờ bạn nghĩ là tôi đã bao giờ sai hết, tôi là một người luôn luôn đúng, và cái tôi tin cũng là một cái tôi đúng, bởi vì chung quanh tôi ai cũng coi rằng đó là chuyện đúng,
thì bạn sẽ không bao giờ nghĩ đó là điều sai hết. Giống như bây giờ ai cũng biết là 2 cộng 2 bằng 4 đúng không? Nó đột nhiên bây giờ có một người nào đó tiến tới trước mặt bạn và nói với bạn là không anh ơi, thiệt ra là 2 cộng 2 mới bằng 3 đó. Những gì anh biết từ trước tới nay chỉ là dối trá mà thôi. Chỉ là những kẻ mà nó muốn cái bằng mặt, nó muốn tiêm vô đầu anh những cái suy nghĩ bậy bạ cho nên nó mới nói 2 cộng 2 bằng 4. Chứ thực sự 2 cộng 2 bằng 3, bạn có cảm ơn nó không? Không, mà nói thằng này nó bị điên. Má rõ ràng ai cũng biết, chung quanh mình cũng biết, mình học cũng là 2 cộng 2 bằng 4. Thì làm sao mà 2 cộng 2 có thể bằng 3 được? Rồi cái thằng đó nó đi khắp nơi nó nói 2 cộng 2 bằng 3 thì mình sẽ nói gì? Mình sẽ chuyển qua mình nói thằng đó là thằng khùng. Mọi người tới chửi nó cho tao. Nó là cái thằng nó bị mua rồi, nó bị chuột rồi. Có người cho tiền nó chứ không đâu đưa không tự nhiên đi nói ba cái chuyện đó. Nhưng nếu một ngày nào đó bạn phát hiện ra thực sự là 2 cộng 2 bằng 3 và những gì bạn đã biết từ hồi nhỏ cho tới bây giờ đều là sự dối trá, bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Tôi vẫn nghĩ là nếu mà em biết như vậy là em tới xin lỗi người kia liền. Tại vì lúc người ta nói mình đúng mà mình đè mình chửi người ta, mình sai hay gì. Không, thực ra đéo có ai làm chuyện đó hết. Khi mình biết mình sai, mình sẽ đưa ra những lời bào chữa. Thực ra là tôi biết tôi sai, nhưng mà tại cái cách nó nói á, nó nói người khó chịu lắm. Cái gì mà tự nhiên 2 cộng 2 bằng 3, cho nên tôi ghét nó lắm, tôi không ưa. Thái độ nó kỳ cục lắm, chứ nó nói đúng thì ôi đúng. À, tự nhiên rất mạng vô lại rồi, có ai thấy chưa, đang nói tới đâu vậy? Mọi người có thấy tôi nói mạng đã ok chưa? Ok, coi như là ok rồi, tại vì giờ nó không có nói gì về vụ đó hết nữa trơn. Thì khi mà biết mình sai á, ít ai xin lỗi cái người đã nói cái điều đúng cho mình lắm. Và tôi có thể lấy tôi ra làm ví dụ. Như hồi trước tôi có làm cái clip, tôi á, lúc mà mới ra cái B-phone á, tôi đã nói tôi không tin vào cái phone đó. Tôi không tin nó sẽ thành công bởi vì nó có quá nhiều điều ba láp ba xàm ở nó. Và thực tế chứng tỏ là tôi nói đúng. Nhưng lúc tôi ra cái clip đó là clip tôi bị dislike nhiều nhất, chửi nhiều nhất, đâu cả mấy hả, mấy chục ngàn chửi luôn, mấy chục ngàn dislike luôn. Cho tới khi đã qua hết 3 năm rồi, ai cũng biết nó là cái phone như thế nào rồi, tới bây giờ vẫn chưa thấy trong cái số lượng mấy chục ngàn dislike mà comment chửi tôi đó, không một comment nào cảm ơn xin lỗi anh vì hồi đó em đã chửi anh nói đúng em sai. Nó vẫn nói là tao ghét cái thái độ của nó. Vậy đó. Ok, nếu mà lấy tôi làm ví dụ thì nó cũng nói chung nó cũng hơi sai trái một xíu, nhưng mà các bạn phải hiểu là trong cái sự suy nghĩ hồi chúng ta còn nhỏ đó, là khi mà mình nói những cái điều đúng cho người khác thì người khác chắc chắn sẽ cảm ơn mình. Thật ra nó không có như vậy, tại vì nhiều người á thà sống với cái sai còn hơn là người ta biết cái đúng. Tại vì thực sự á, nếu mà cuộc đời của một người dựa hoàn toàn trên một cái sai lầm và một cái sự mà chó đẻ nào đó, thì khi bạn mà cố gắng làm cho người ta tỉnh ngộ thì người ta sẽ chửi bạn, người ta không bao giờ biết ơn bạn hết trơn hết đó. Ok, bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua những cái mà thuộc dạng về tâm lý. Cái đó là tâm lý mới món ăn chơi thôi, bây giờ mới món ăn chính nè. Thì các bạn có nhớ hồi xưa nó có một cái clip mà của cái đám Trung Quần Què. Ok, Trung Quốc Trung Quần Què, tôi gọi Trung Quốc Trung Quần Què. Thì nó clip có một đứa con nít bị xe đụng, mà con nhỏ đó nó nằm, con bé nó còn nhỏ mà nó bị xe đụng, nó nằm ở ngay cái chỗ đó. Cái chợ rất là đông người, xe chạy qua chạy lại mà không một ai dừng lại để cứu đứa con nít hết trơn á. Cuối cùng chỉ có một cái bà già ăn xin, bà đem đứa con nít đó tới bệnh viện thôi. Thì người Việt Nam chúng ta coi cái clip đó mới chửi cái đám Trung Quần Què này nó tàn mạc. Nói chung là thực ra lúc đó mọi người chưa có xài chữ Trung Quần Què, kêu là đám tàu khựa này. Nó hả, nó đúng là kêu bạn hả, tồi tệ. Cái đám này nó không ra gì hết. Nhưng tôi nói ở đây không phải là để bào chữa cho nó, mà tôi dám cá là khi bạn ở ngay cái chỗ đó, bạn cũng là một trong những người không cứu đứa nhỏ đó. Chắc chắn luôn. Bởi vì sao? Bởi vì đó là cái hiệu ứng của người ngoài cuộc. Tiếng Anh nó gọi là the bystander effect. Thì cái hiệu ứng của người ngoài cuộc là sao? Đó là ở Việt Nam chúng ta có một cái câu dịch nó khác là gì nè: cha chung không ai khóc, chùa nhiều sải quá không ai đóng cửa chùa. Để nói về một cái chuyện là khi có nhiều người cùng chịu trách nhiệm về một vấn đề nào đó thì cuối cùng đéo có ai chịu trách nhiệm hết. Tại vì đứa nhỏ đó nó nằm ở ngay đó, ai cũng nghĩ là
Nó bị xe đụng, nó tội nghiệp nó quá, nhưng mà tôi có chuyện gấp rồi, với lại tôi không giúp nó cũng có người khác giúp. Ai cũng nghĩ như vậy, cho nên không một ai giúp nó hết. Chuyện này á nó không có gì lạ, bởi vì các bạn nhớ rằng một điều là Trung quần què là một trong những nước có rất là nhiều dân trên thế giới, cho nên khi nó càng đông người ra thì người ta càng bàng quan, tại vì tôi không giúp cũng có 1,5 tỷ người khác giúp. Thì người Việt Nam chúng ta thực ra nếu mà ngay chỗ đó, các bạn giờ cũng không cần phải đâu, đi ra ngoài đường thấy vụ gì đi thì cũng có nhiều người, mình chạy xe qua mình thấy đụng xe đó mình cũng nói ok còn đóng người đứng đó chắc có người giúp mà thôi, mình chạy xe về mình cũng y chang tụi nó thôi. Thì cái bystander effect này, cái hiệu ứng người ngoài cuộc này, người ta đã làm thí nghiệm. Thí nghiệm đó là, đợi chút xíu để tôi bấm là tôi sẽ coi các bạn coi. Thí nghiệm đó là vào năm năm mấy năm mấy năm mấy năm 1964. Ok. Cái thí nghiệm này á nó được bắt nguồn sau cái sự kiện là vào ngày 13 tháng 3 năm 1964, có một cái cô gái kia, cổ tên là Kitty Genovese, cổ bị đâm và bị cưỡng hiếp ngay trước căn hộ của nhà của cổ ở New York luôn, lúc 3 giờ rưỡi sáng. Thì đó đó cổ la lớn lên là trời cứu tôi với, cứu tôi với, cứu tôi với. Rất nhiều người thò đầu ra nhìn thấy và không ai làm gì cả. Sau khi có cái chuyện đó xảy ra xong thì người ta muốn những nhà mà khoa học đám nước ngoài, đặc biệt là đám Mỹ, không phải tự nhiên mà tụi nó thuộc dạng là cái nước mà mạnh nhất thế giới hiện tại và nó phát triển nhất, là bởi vì những người giỏi người ta qua đó người ta sống hết. Ok. Thì những nhà khoa học ở đó người ta mới muốn tìm ra tại sao có cái chuyện như vậy xảy ra, thì người ta mới set up một cái thí nghiệm. Cái thí nghiệm đó nó là thí nghiệm gọi là hiệu ứng người ngoài cuộc. Thì thí nghiệm nó muốn coi nghiên cứu như vậy nè. Ở trong đó nó cho vô trong một cái phòng để cho hai người nói chuyện với nhau. Thật ra hai người đó nói chuyện với nhau là không phải nói chuyện thì kiểu nói chuyện đối mặt, tức là người ở phòng A, người ở phòng B, xong rồi nói chuyện với nhau thông qua một cái hệ thống âm thanh. Thì tôi sẽ không có diễn tả cái thí nghiệm nó một cách rõ ràng, nhưng mà các bạn lát các bạn Google sau, nó là bystander effect. Thì cái thí nghiệm đó, hai người trong phòng, một người á là người được cài vô, còn một người là người tới tham dự cái thí nghiệm. Thì hai người đang nói chuyện thì cái người mà được cài vô người ta bị giả bộ, người ta bị lên cơn đau tim, người ta ngất đi. Thì người bên này đang nói chuyện ngon lành tự nhiên thấy bên kia ú ớ rồi gì, cái người ta cái bắt đầu người ta nói ủa anh bị sao vậy, không có sao ơi, anh ơi ơi alo alo, thì đáp lại chỉ có một sự im lặng, chỉ có xin thôi hay là không có xin vậy đó. Nói chung là giống như hot girl trả lời mình vậy đó, tức là không trả lời con mẹ gì hết. Thì người ta mới cảm nhận được là bên kia đang có vấn đề. Thì nếu chỉ có hai người trong căn phòng đó thôi thì hầu như lúc nào cái người đang nói chuyện bên kia người ta cũng kêu người ra giúp đó, đó. Anh này ảnh đang nói chuyện tự nhiên ảnh im nè, chắc ảnh bị gì đó, mọi người qua kiểm soát lại đi. À, cái cô này cũng đang nói chuyện mà cô im nè, thì cổ mất dạy quá, mọi người qua coi nó quýnh chết mẹ nó, cho tôi con nhỏ này nó chảnh quá hay gì. Nói chung là nếu có hai người và chỉ hai người đó biết, là cái người mà cái người đó biết là nếu không có mình không làm gì cả thì người bên kia có chuyện gì là mình chịu trách nhiệm 100% đó. Xong bắt đầu người ta làm cũng thí nghiệm tương tự, nhưng mà tới bây giờ là cuối cùng là người ta bỏ vô trong đó là tới mấy người nghe, là mấy người cùng nghe một lúc luôn. Thì khi mà cái người mà được cài vô người ta lên cơn đau tim, người ta im á, thì trong phòng đó có 5 người, thì cái tỷ lệ mà trong 5 người đó, đó cuối cùng là chỉ còn có một hay hai người, là sau một khoảng thời gian thấy không ai gào lên đó, người ta mới kêu ơi hình như bên đó nó im á, có ai đi qua check thử coi nhiều khi nó rớt mạng hay sao không, chứ không để sau này cái nó hiện hồn vậy nó kêu trả mạng lại cho ta, trả mạng lại cho ta tại bị nó rớt mạng đó. Thì đó là lý do, đó là cái gọi là bystander effect, tức là khi chúng ta thấy quá nhiều người cùng tham dự, cùng coi một cái sự kiện như chúng ta đó, giống như kiểu như có 10 người cùng thấy một vụ tai nạn, thì mình nghĩ ok nếu mà mình không có báo cái vụ tai nạn, mình không có cứu người này thì cũng có 9 người kia thôi mà, nếu có chuyện gì xảy ra thì mình cũng trách nhiệm chỉ có 10% thôi chứ cũng đâu có nhiều đâu. Nhưng vấn đề là 10 người đều nghĩ như vậy hết, cho nên cuối cùng không có ai cứu cái người đó hết. Đó là the bystander effect. Cho nên quay trở lại câu chuyện ban đầu, cái đứa nhỏ đó nó bị xe đụng thì không, bất cứ kể là nó ở Trung Quốc hay là nó ở Mỹ đều cùng sẽ ra một kết quả như nhau. Bởi vì thực ra sâu trong trái tim chúng ta đều là đám cho đẻ hết đó các bạn ơi. Con người từ tận trái tim, mặc dù chúng ta phát triển từ loài khỉ nhưng chúng ta đều là đám cho đẻ. Là đây,
Cái thí nghiệm thứ hai là thí nghiệm nhà tù Stanford. Cái thí nghiệm này á, Stanford, các bạn có thể Google, nó có một cái phim luôn, The Stanford Experiment. Nó có cái phim luôn, cái phim đó, phim nó cũng, nói chung là các bạn nên coi. Thì cái thí nghiệm Stanford này, mục đích của nó đặt ra là để làm coi là khi mà những người bình thường đột nhiên trong tay có quyền lực thì người ta sẽ biến thành người như thế nào. Thì nhiều người nghe tới đây thì chắc sẽ nghĩ là như vậy nè. Ồ, nếu mà mình có quyền lực trong tay á, thì mình sẽ trở thành một người kiểu như là giờ tốt lắm, tại vì mình sẽ diệt trừ cái ác, trừ gian diệt ác. Thế giống như là nhiều người nghĩ á, mình cơ bằng mình sống tốt, mình trở thành người đứng đầu một tổ chức nào đó thì mình sẽ thay đổi tổ chức đó, mình sẽ làm cho tổ chức đó tốt. Nói chung là mình hãy mình mà có quyền lực mình tốt. Thực ra lịch sử đã chứng minh rất nhiều, quyền lực, nó gọi tiếng Anh câu đó là power corrupt, tức là quyền lực làm cho người ta trở nên thoái hóa, biến chất, hay là quyền lực làm cho chúng ta tham nhũng. Thì trong cái thí nghiệm Stanford này nó cũng như vậy. Trong cái thí nghiệm đó, bây giờ tôi sẽ tóm tắt thôi để sau đó các bạn Google lại coi. Thì nó kêu một đám người tới, chỉ là sinh viên thôi, một ngày nhận 15 đô, tham dự một cái thí nghiệm này chợ dễ lắm, vẫn chơi thôi mấy cưng ơi, vô đây chơi ngồi chút xíu thôi, không có làm gì hết trơn đó. Tham dự khoảng 6-7 ngày thôi, mỗi ngày 15 đô là tự nhiên 6-7 ngày thôi là có 100 đô xài ngon lành này. Vô, quẹo lửa mấy con. Đó, thì một bầy mới nhào vô. Thì trong một cái nhóm sinh viên, nó phải tùm lum sinh viên, nói chung là những người không hề có tiền án tiền sự, tức là những người khác mà theo như anh em bạn bè ở nhà đều nói là nó là người hiền lành cho tới khi nó gây ra phạm tội đó. Ok, thì nguyên một nhóm nó vô thì bắt đầu mới chia ra cái nhóm đó. Ngẫu nhiên một nhóm trở thành cai tù, còn một nhóm thì trở thành tù nhân để cho vô trong một cái nhà tù. Thì vô trong một cái nhà tù đó xong rồi á, kêu rằng vô đây rồi mấy anh muốn làm gì làm, tù nhân thì muốn làm gì làm, cai tù làm gì làm, nhưng cai tù nói thì tù nhân phải nghe. Thì mới ban đầu á thì người ta nghĩ là cái này chỉ là thí nghiệm thôi mà, chứ có chuyện gì xảy ra đâu. Và nói thêm câu nữa, ai mà thí nghiệm này mà chịu không được á, có thể dừng thí nghiệm lại đi về thoải mái không sao hết trơn á đó. Nói chung là làm bao nhiêu ngày thì được bao nhiêu tiền vậy đó. Thì vô trong đó, nó đột nhiên nó mới phát hiện ra là cái đám cai tù, nó chỉ là người bình thường thôi, đột nhiên nó có quyền lực trong tay, bắt đầu nó hành hạ đám tù nhân. Nó làm đủ trò để cho đám tù nhân đau khổ, làm đủ trò hết. Mà cái đám tù nhân á, nên nhớ đây, tụi nó không phải là người đi tù, tụi nó chỉ là những người tham gia cái thí nghiệm thôi. Tức là nó hoàn toàn có thể nó bị hành hạ, kiểu như bị đánh 3-4 roi xong cái đó, không, tôi không có chơi nữa, má tự nhiên vô đây chơi mỗi ngày 15 đô, mày làm đẹp mày quýnh tao rồi mày còn thông đích tao tè lè hết, tao nghĩ. Nhưng chỉ có vài người trong cái nhóm đó là dừng, không chơi nữa. Em xin bảo toàn cuộc chơi, em xin ngừng cuộc chơi ở đây, em bảo toàn số điểm. Còn lại hầu như đều quên mất đây chỉ là một cái thí nghiệm. Tức là những người được chỉ mặt nói, ô, anh là tù nhân, thì ra sức lấy lòng cái đám cai tù. Còn cái đám mà được chỉ mặt nói, anh là cai tù, anh muốn làm gì thì làm, thì đám đó hành hạ đám kia theo kiểu, tao muốn làm gì thì làm. Cái thí nghiệm đó cho tới, tức là thí nghiệm mới đầu tính là mười mấy ngày, mà sau 6 ngày á, là phải dừng lại. Bởi vì thấy, má sao đám này chó đẻ dễ sợ luôn vậy trời đất ơi. Tao tưởng cho nó vô chơi cao lắm, là thí dụ như chơi đánh bài, ăn gian hay một chút xíu, ai ngờ đâu, má đám quỷ làm cai tù, giờ nó biến thành quỷ hết rồi. Tù nhân, nên nhớ ngay từ đầu, tù nhân và cai tù chỉ là những người bình thường. Nhưng khi được chỉ, anh là cai tù, ngay lập tức cái mindset nó thay đổi liền. Tao có quyền ở trong tay, không cần biết trước đó anh là người như thế nào, nhưng khi anh có quyền ở trong tay là anh bắt đầu lạm dụng quyền lực đó. Những cái thí nghiệm đó nó nói lên rất nhiều điều về con người đó mấy bạn. Nếu chúng ta chịu khó nhìn chung quanh thì chúng ta sẽ thấy là thường á, những kẻ mất dạy, những đứa có quyền thế trong tay, những đứa mà công bằng chó đẻ hay gì vậy đó, thì thường á, anh em bạn bè lúc nào nó cũng nói là anh dễ thương lắm, anh hiền lắm, anh tốt lắm. Nhưng đối với những người mà phải chịu trực tiếp ảnh hưởng của cái quyền lực của nó thì đó là những thằng chó đẻ. Nhưng về cơ bản có thể là những người đó cũng chính, những người đó đúng là những người hiền lành, dễ thương đối với bạn bè và người thân của họ. Nhưng khi quyền lực nằm ở trong tay họ thì họ lại trở thành những con người hoàn toàn khác hẳn. Bởi vì đó là bản chất
là tâm lý, là cái bản chất của chúng ta rồi. Cho nên giống như tôi nói từ ban đầu, nếu mà bạn muốn làm cho ai đó tỉnh ngộ được thì trước tiên họ phải biết là họ đang làm sai đã. Mà ngay cả những người ở trong một cái thí nghiệm, người ta hoàn toàn có thể ngừng cái thí nghiệm đó lại tại vì người ta làm sai, nhưng người ta không ngừng lại được. Nó giống như là nó trở thành một cái thứ giống như là nó gây nghiện đó mấy bạn. Cho nên điều đó cũng giải thích vì sao có những đứa nó làm xấu, nó làm ác, nó có quyền trong tay, nhưng nó không bao giờ nhận ra được nó là một kẻ chó đẻ hết. Con người. Ok. Thì bây giờ tôi sẽ tới cái thí nghiệm cuối cùng. Cái thí nghiệm cuối cùng là cái thí nghiệm mà Milgram. Cái thí nghiệm này nó là thí nghiệm là Milgram Experiment. Lát nữa tôi sẽ để cái link luôn cho các bạn. Và tôi hy vọng là nãy giờ các bạn coi, các bạn đã share. Tại vì đây là những cái tôi nghĩ là nó rất hay. Tại vì đây là những cái thông tin tôi đã coi, tôi thấy hay, tôi rất là thích. Các bạn share nhiều lên để cho những người khác người ta coi, người ta biết hay. Tại vì nếu mà hay mà không share thì làm sao người ta biết hay để mà người ta coi. Ok. Thì cái thí nghiệm Milgram này nó là một cái thí nghiệm theo kiểu là cũng là một cái thí nghiệm mà phải nói là sao ta, nó mang tính là cũng thuộc dạng rất là cách mạng. Tại vì á, cái thí nghiệm này á, nó có liên quan tới lại chiến tranh thế giới thứ hai, Đức Quốc xã người Do Thái. Thì như các bạn cũng đã biết hoặc là các bạn chưa biết, chiến tranh thế giới thứ hai á, Đức Quốc xã giết rất là nhiều người Do Thái. Tại vì Hitler, theo như là Hitler hồi xưa là Hitler bị gái Do Thái chơi cái có bầu, nó hơi ngược chút xíu, tức là nói chung là Hitler là ghét người Do Thái, cho nên nó giết rất là nhiều người Do Thái. Người Do Thái bị vô tại tập trung chết rất là nhiều. Cái đó nếu các bạn rảnh các bạn coi cái phim Danh Sách Schindler, tôi cũng sẽ để link cho các bạn coi, tức là để link cái phim, cái link tên cái phim thôi, còn các bạn tự kiếm cái đó ha. Thì cái phim đó cũng là một phim rất hay của ông Steven Spielberg. Ông Liam Neeson, cái ông mà đóng phim Taken á, cái ông mà suốt ngày chứ tao không biết mày là ai, nhưng mày tao sẽ tìm mày và tao sẽ giết mày, tao phải đá đít mày đại loại gì gì đó. Ok, ông mà bị con gái bị bắt cóc liên tục á, má có con suốt ngày có bị bắt cóc à. Thì tại sao á người Đức lại có thể ác tới mức mà giết quá trời người Do Thái, giết mấy chục triệu người Do Thái luôn, tức là đẩy vô trong những cái nhà trại tập trung, xong rồi xông hơi ngạt người ta chết, rồi bắn xuống coi giống như coi người Do Thái giống như là súc vật vậy đó, muốn là giết, muốn là giết à. Thì ông Milgram này ổng mới làm cái thí nghiệm để coi là có thực sự là những người đó là người ác như vậy không, khi hoặc là họ có một nguyên nhân nào khác dẫn tới cái chuyện ác độc của họ. Thì ổng mới thử, ổng cho một số người tới là làm giống như là tham dự cái thí nghiệm. Thì thí nghiệm đó ở trong phòng đó nó đã có là như vậy, để chút xíu để tôi đọc cho kỹ các bạn nè. Nó có người thí nghiệm sẽ đóng vai là giáo viên, còn có một người ngồi trong phòng, người đó được nói với người kia là ok, thằng này nó cũng tham gia giống anh, nó đóng vai học sinh đó, nhưng anh là người đóng vai là thầy giáo, cho nên anh thấy học sinh trả lời sai á, anh phải nhấn cái nút này để chích điện nó. Ok, thì Việt Nam chúng ta thì lấy tay đánh vô, lấy cây đánh vô tay, nhưng đám quỷ này thì lấy kích chích điện, chích điện lên tới mức mà tới mức là 300 V, tức là 300 V là nói chung là các bạn điện của mình là 220 thì dịch là chết rồi đó. Mà lên tới không tới mức 450 V chứ. Thì thường á những người mà được hỏi á, nói anh có ai mà lên tới mức mà 450 V không, thì mọi người nói không, tôi mới tới đó đâu, tôi không thể nào mà dịch.